Chào tất cả các bác. Hôm nay bên mình sẽ chuẩn bị đi chơi và camping tại Đầm Cút ở Ninh Bình. Đấy, thì sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình chuyến đi để nếu mà các bác có thể tham quan cũng như là học hỏi hoặc là muốn xem thêm kinh nghiệm về camping ở địa điểm này thì có thể tham khảo video nhé. Xin mời tất cả các bác. Đằng sau đây là toàn bộ những cái mình chuẩn bị. Thực ra đây cũng chỉ là một phần thôi, bởi vì tí nữa còn vài xe nữa sẽ đi và hôm nay sẽ cũng khá là đông anh em bạn bè cùng đi đó, các bác cùng đi với cả bên mình nhá. Đó, rất nhiều đồ đạc. Để hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau. Đấy, thì giới thiệu các bác qua một số các đồ này. Đây là lều này, hai cái lều này, tăng này, đồ ăn này. Đấy, đồ ăn này, một số các đồ dụng cụ camping khác này, nước này. Có cả bàn ghế rồi thì gọi là gì? Cái một cái giường đệm này. Với cả đây có rất quan trọng nữa, đây là cái lều vệ sinh. Các bạn nhớ mang cái lều vệ sinh nhá, để phòng trường hợp là ở chỗ mà chúng ta cắm trại không có chỗ nào vệ sinh kín đáo. Ok. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau của video. Đây là đường quốc lộ 1 nhé. Đó, các bác cứ đi xuôi từ Hà Nội về đường qua Phú Lý, hoặc bác nào mà đi thẳng cao tốc Ninh Bình Cầu Rẽ cũng được. Thế nhưng mà đi cái đường quốc lộ 1 đến Cầu Rẽ, từ Hà Nội thì các bác đến Cầu Rẽ xong đi theo quốc lộ 1 thì nó sẽ gần hơn và nhanh hơn. Đường rất đẹp, như các bác nhìn này, đường rất đẹp, rất thoáng. Ok, đi qua cầu nối giữa Hà Nam với Ninh Bình là mình rẽ vào cái đường này luôn nhá. Đấy, đi theo trên bản đồ mình vẽ. Đây, địa điểm cắm trại dự kiến hôm nay ở đây. Bãi hơi nhỏ một chút nhưng có nước, có núi, có mây, chụp ảnh khá là đẹp. Wow, có cả cừu này. Cừu đây. Ok. Đây, đã đến bãi. Rộng thênh thang, chỗ kia là cừu nhá. Một đàn cừu luôn. Wow. Sông núi tuyệt vời. Rộng thênh thang. Đấy, mình đã đến nơi, bắt đầu hạ trại. Đây là chỗ bãi Cút. Đầm Cút. Vân Long. Đó. Bây giờ bắt đầu hạ đồ xuống nhá. Mình đã đến chỗ này là chỗ Đầm Cụt ở Gia Viễn, Ninh Bình, ngay giáp với Hà Nam. Mời các bác xem quang cảnh xung quanh. Tuyệt vời luôn. Rộng. Đó, ở đây có núi, có hồ,
có rừng, có cừu, có nước, rất là tuyệt vời. Đó. Ok, mình sẽ review cho các bác xem toàn cảnh chỗ mình quay nhé. Đó, khi mà mình đến chỗ đầm cụt này thì mình có thể đỗ ở dưới, ngay dưới chân dốc này. Ở đây sát với đầm luôn này. Có một khoảng đất rất là tưởng là hẹp nhưng mà để vào rất là rộng, để ô tô ở dưới rất là rộng. Và cái cảnh background thì tuyệt vời luôn, núi non cực kỳ hùng vĩ. Đó, và đặc biệt ở kia, đây các bác có thể nhìn thấy ở chỗ kia kìa, đấy, nó có cừu, một bầy cừu. Đây là hình như là một người 50.000 nếu muốn chụp ảnh với cừu cho cừu ăn. Đấy, chụp thoải mái. Rồi, rất là vô lý là mình cho cừu nhà người ta ăn mà mình lại mất tiền cho người ta. Đấy, quay lại chủ đề chính hôm nay, đây là các đồng chí bên mình đi camping, rất rộng rất mát. Đó. Ở đây thì bởi vì không có nhà vệ sinh nên là bên mình có chuẩn bị một cái lều vệ sinh. Đấy, các bạn có thể thấy kia. Thì để cho nó chuẩn chỉ. Tiếp theo là ở đây bởi vì thấy người ta bảo là nó là đầm kiểu cho người ta nuôi cá, thế cho nên là lúc vào người ta có thu phí một chút nhé. Không cụ định cụ thể quy định bao nhiêu đâu, cho nên các bác cứ tùy theo số lượng người các bác đi, cứ cho người ta một chút để người ta cho mình vào vui chơi cho thoải mái. Đây là toàn cùng quang cảnh xung quanh. Mời các bác cùng xem. Ok. Các bác nào mà có câu hỏi về cái địa điểm này thì cứ comment ở dưới nhé, mình sẽ trả lời. Thực ra đi dọc cái khu này là khu đầm Vân Long và đầm Cút thì cũng khá là rộng, nhiều hồ, thế nhưng mà để mà chỗ cắm trại thì hơi ít. Đấy, hy vọng là sắp tới là sẽ có nơi cắm trại rộng rực rỡ, rộng rãi hơn cho anh em. Đấy, đây là toàn bộ bên mình đây. Ok. Này nhà mình rất là đông. Các anh em trong nhà. Đó. Xin chào. Đây là Âu Khang Vlog. Đó. Hình ảnh rất tuyệt vời. Rộng rãi. Lobby cho anh đi để anh thường xuyên tổ chức những vụ như này nhá. Chồng có giận chưa? Wow. Kia đâu đấy? Đứng lên chụp cho nó chụp cho biết cho em một cái nào. Em chụp kiểu ngồi đây. Nhiều ngồi đâu ngồi nhau. Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Một chuyến đi vừa thấy. Xin mời tất cả các bác cùng chiêm ngưỡng cả khu. Khung cảnh, background rất đẹp. Các bác nếu mà có thời gian thì thử đến khu này xem, cực kỳ mát, cực kỳ thoải mái.
Ok, hẹn gặp lại các bác trong các video sau. Nhớ dọn dẹp mà sạch sẽ trước khi ra về các bác nhé. Ok.